Đây chắc là lòng hồ Trị An hồi xưa này, trước khi xây đập thủy điện này. Giờ người ta xây đập thủy điện, xây đập thủy điện lên là nước đi chặn nước rồi hết. Nước nữa đâu có chảy qua đây nữa. Nhìn thấy lòng hồ luôn. Cũng sâu lắm á. Sâu lắm nè, đá gồ ghề.